Em mình là Duy, Ân Đình Duy, chủ chủ sập gỗ Gia. Thì trong trình làm việc thì có nhiều tấm gỗ nó có vân chun, thì mình có nói với anh em vân chun và nhiều anh em thì không mường tượng được vân chun là như thế nào. Thì mình sẵn đây mình có một tấm gỗ đặc vân chun luôn, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem vân chun nó là như thế nào, anh em cùng xem nha. Anh em, đây là một bộ vân xoáy, vân chun đặc luôn. Tấm gỗ đây là vân chun đặc luôn, anh em thấy không, thấy nó giật giật giật, giật lên không đó, những cái gờ sóng đây này, đó đen 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 đỏ đỏ đó, đó là vân chun đó anh em. Để mình qua đây nhìn coi thì nó rõ hơn không. Đây, qua đây thì giống bên kia thôi, những cái sợi 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 này đó, đó là vân chun đó. Lâu lắm rồi mới thấy một cái bàn mà có một cái tấm gỗ mà nó có nhiều vân chun như thế này, đặc luôn đấy. Anh em nhìn thấy rõ chưa đấy, đây là vân chun khác hoàn toàn với vân núi giống như bên đây đây. Đây là vân núi anh em đấy, giật 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 lên giống vân núi. Vân núi anh em chơi gỗ gọi là vân núi ạ. Đấy, giờ mình xin phép quay lại cái vân chun. Vân chun là đây, đặc điểm của cái vân chun đây thì là nó làm cho cái gỗ trở nên cực kỳ cứng, cứng và đanh. Cái miếng này rất là cứng anh em ạ, như bao nhiêu chất dinh dưỡng nó dồn vào đây, theo mình nghĩ là vậy. Cho nên là gỗ đây nó đứng nó rất là cứng. Một cái tấm gỗ vân chun anh em bào rất là lâu và rất là dễ bị mòn mấy cái lưỡi lưỡi bào đấy. Mình xin phép quay lại gần đây, nó những cái sọc đây gọi là vân vân chun đó. Nhìn phê con em, phải lâu lắm mới có một cái tấm có nhiều vân chun như vậy, và thường thì nó hay nằm ở ngoài bìa thì nó mới có cái vân chun nhiều như vậy, đặc như vậy. Vô trong thì nó sẽ có vân núi, vân xoáy các kiểu đi kèm với vân chun. Đặc biệt là gỗ cẩm hồng thì nó sẽ có nhiều vân chun hơn so với gỗ cẩm khác, so với các cái gỗ khác. Cũng có một loại vân chun khác, ví dụ như cây tấm gõ đây cũng mình. Dùng cái tấm gõ đây của mình đó, những cái sọc đây cũng gọi là vân chun đó anh em. Thì ngoài vân núi đây nó sẽ có những cái vân chun, xin lỗi anh em, thì ngoài cái vân vân núi đây thì nó sẽ có những cái sọc sọc đây là vân chun này anh em đó. Ok, vân núi đây là cái kệ tivi vân núi. Vân chun, vân xoáy thì hiện tại bên mình không có, nhưng mình không quay cho anh em xem được. Đấy, nhìn rất là nổi bật đúng không? Ngoài bìa, mới có thôi. Anh chuẩn bị đi đây. Ok, cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em nha.